Hello anh em, vâng và chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip tiếp theo trên kênh của mình. Chúc mọi người có một ngày mới học tập, làm việc thật là tràn đầy sức khỏe anh em nhá. Ok, thì trong clip hôm nay thì mình sẽ đem mã code mới nhất của ngày hôm nay từ nhà phát hành VNG đến cho anh em. Đấy, thì ngày hôm nay mình thấy nhà phát hành VNG đã cập nhật một gói đồ mới này và một cái cần câu phù thủy. Ôi rồi xong rồi, anh em chờ đợi một tí nhá, mình sẽ vào lại game nhá. Nãy mình đang ở đây anh em ạ. Đây, anh chờ đợi một tí mình sẽ vào lại game mình làm tiếp cho anh em. Rồi ok, thì nói chung là mình vừa quay trở lại vào game đây. Đấy, thì nói chung là ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục là đem mã code mới nhất của nhà phát hành VNG mới nhất ngày nay cho đến cho anh em. Đấy, thì vì khá là nhiều em cũng có xin mã code từ mình. Thì nói chung là ngày hôm qua hôm kia ấy, mình đã từng gọi là làm clip hướng dẫn cho anh em bung đa quý rồi. Mà anh em nào mà chưa làm được ấy, thì anh em có thể là comment xuống dưới cho mình để mình có thể là vào trong nick luôn. Đấy, không phải là vào nick mà là mình kiểu như là mình sao chỉ cần sao chép ID của anh em thôi là mình sẽ gọi là bung được cho anh em rồi, chứ không cần thiết là hẳn vào nick của anh em đâu anh em ạ. Đấy, nên anh em cứ thoải mái comment đi game xuống dưới để mình có thể là giúp anh em nhá. Đó, cho anh em có thể là kiếm được đá quý free này và tiêu xài này. Thì ngày hôm nay là mình thấy nhà phát hành VNG đã có ra được một cái cần câu này, cần câu mới này đúng không? Cần câu này như từng ra rồi sao anh em ạ? Nếu mình nhớ không nhầm là nó từng ra rồi. Đấy, và gói đồ lửa xanh mới này. Đấy, gói này thì mình đã mua rồi. Anh em nào mà không có đủ kim cương để mua bộ này ấy thì mình cứ comment xuống dưới cho mình sẽ tặng kim cương cho anh em, hoặc là mình có thể là mua kim cương giúp các anh em để có thể mua nhá. Đấy, thì mình cam đoan rằng là chắc chắn là 50 bạn xem clip của mình ấy thì mất phải 49 bạn mua được rồi. Tại vì trước đây anh em chuyển sang nhà anh VNG ấy, anh em sẽ nhận được là 500 đa quý free đúng không? Đấy, đa quý free mình còn chưa thèm nhận này. Đó, mình không thèm nhận luôn. Chào mừng bạn đến với Baritu Gazer VNG. Đấy, và đây là gói sản phẩm mình vừa mua nãy này. Đó, rất chi là rẻ luôn. Đó, ok cho anh em. Đấy, còn anh em nào muốn nhận được phần quà của mình nữa thì nhớ là comment thử cho mình để có thể là nhận được phần quà thi của mình nhá. Đó, ok, thì chắc là clip mình chuẩn bị bây giờ thì chắc là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một cách để mọi người có thể lấy thêm đa quý này, và mình sẽ để ngẫu nhiên phần gọi là code trong video nhá. Ok, bây giờ mình sẽ để gọi là hướng dẫn lớn lấy cho anh em luôn. Từ đi, trước khi mà hướng dẫn cho anh em thì mình sẽ gọi là mở gói đồ này luôn nhá. Đây, gói lửa xanh này. Ui, gói này chỉ mang cho những bạn nữ thôi anh em, chứ mặc nan mặc nó nhìn tấu hài lắm anh em ạ. Mình thấy bộ này chung là khá là đẹp luôn anh em ạ. Gói lửa xanh khá là đẹp luôn. Nên là anh em nào muốn bộ này ấy thì em nhớ là comment xuống dưới cho mình để mình tặng quà cho anh em nhá. Đó, rất là đẹp luôn nhá. Đây, tổng cả là 5 cái trang phục này. Đây, giờ mình sẽ vào trong đây mình mặc thử cái bộ nào đi. Đầu này buồn cười, tấu hài quá anh em. Thế này hả? Mặc như thế này hả anh em? Nhìn nó cũng gọi là X-select phết em nhỉ. Đó, ok. Thì bây giờ là mình sẽ gọi là hướng dẫn mọi người cách lấy thêm đá quý luôn nhá. Đây, giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho anh em. Nhân tiện game Baritu Gazer chuyển đổi nhà phát hành sang VNG thành công, shop đá quý vn.com đang có chương trình giảm giá là vòng quay đá quý cho anh em xem trên kênh. Đó, thì nói chung là anh em nào mà xem trên kênh mình này mà muốn được có nhiều đá quý mà không mất được nhiều tiền thì anh em hãy đến ngay với shop đá quý vn.com. Ở đây thì shop đang có chương trình giảm giá rất là nhiều. Thường thường là vòng quay là 63.000 một lượt, nhưng mà giảm giá chỉ còn là 21.000 một lượt thôi. Đó, trước khi vào với gọi là shop trang chủ ấy thì anh em sẽ gọi đăng ký một cái tài khoản giúp mình nhá. Đây, ở đây thì mình sẽ đăng ký một cái tài khoản nhá. Đây, mình sẽ đăng ký nhanh luôn cho anh em đỡ mất thời gian nhá. Rồi thì mình đã tạo tài khoản thành công một cái tài khoản rồi nhá. Đấy, thì trước khi anh em tạo tài khoản anh em sẽ nhận được là 6.000 đồng miễn phí này. Đó, anh em thấy chưa, 6.000 đồng miễn phí mà không mất một đồng nào. Và anh em sẽ nhấn vào cái hộp quà bên đây nhá, bên góc bên trái này, để anh có thể là nhận được
kim đá quý hoàn toàn là free nhá. Đó, mình nhận được là 449 đá quý này, free luôn đó. Ok, thì bây giờ mình sẽ gọi là nạp thẻ vào để mình có thể là đi test tất cả các vòng quay cho anh em. Đấy, mình sẽ chọn mã thẻ luôn này. Thì lúc mà anh em chọn mã thẻ, anh em nhấn là chọn đúng nha, thẻ Viettel hay là thẻ gì anh em nhấn chọn đúng giúp mình. Mà thẻ đây, à đây là mệnh giá của thẻ, anh em sẽ gọi là nạp theo mốc thẻ này, từ 100.000 đến 1 triệu anh em sẽ nhận được là đá quý tương ứng với giá thẻ nhá. Đây giờ mình sẽ nạp là 100.000 nè, đây. Thẻ này tồn tại trên hệ thống à. Đó thì đấy, cái thẻ đấy là mình từng nạp trên đây rồi để mình có thể là quay vòng quay đá quý để rút đá quý về tặng quà cho anh em. Bây giờ mình sẽ nạp một cái thẻ khác nhá. Đấy, mình đã nạp thành công một thẻ nè. Tiếp theo là cái thẻ tiếp theo nè. Đó, thế là mình đã nạp 200 vào trong hệ thống rồi. Bây giờ thì mình sẽ chờ thời gian để cho hệ thống nó gọi là cục tiền vào trong thôi nhá. Bây giờ mình sẽ đợi cùng anh em nhá. Đó, bây giờ thì mình sẽ làm mới trang xem là đã cục tiền chưa. Đó thì tiền của mình đã được cộng vào trong tài khoản rồi. Mình đã lên là 206.000. Đó, bây giờ thì mình sẽ vào gọi là vòng quay đá quý rút tiền. À, quay luôn cho anh em nhé. Ở đây thì mình sẽ gọi là test một lượt quay với trị giá là 21.000. Mình sẽ chơi thử trước cho mình xem là trúng được bao nhiêu nhá. Anh em nhìn bên đây này, đó, rất là nhiều bạn trúng được là 9.999 đá quý 10 giây trước này. Đó, mình chơi thử thì trúng được là 3.000 đá quý em nhá. Đó, quá là ngon đúng không anh em? Đấy, ok, thì bây giờ mình sẽ chơi thật luôn. Với trị giá là 21.000 lượt quay, mình sẽ gọi là test nhân phẩm mình với vòng quay đầu tiên xem nó thể như thế nào nhá. Xem được bao nhiêu đây. Rồi, chúc mừng sinh nhật rồi anh em ạ. Đấy, cũng gọi là nhân phẩm mình với vòng quay đầu tiên nó không cao lắm anh em ạ. Đấy, mình test luôn 2 vòng đi, xem được bao nhiêu nhá. Đây, bao nhiêu đây. Bao nhiêu đá quý. Ui, 6.000 đá quý anh em ạ. Ui, cái what the hell gì đây anh em. 6.000 đá quý mà tương ứng với 2 vòng ấy thì anh em sẽ được 12.000 đá quý nhá. Quá là ngon đúng không anh em? Đúng. Ui, test nốt vòng quay cuối cùng này để mình có thể là đi rút đá quý về nick xem là được bao nhiêu nhá. Đây. Ui, vòng quay cuối cùng hơi bị đen một tí nhưng mong sao anh em ạ. Đấy, với 24 mấy nghìn ấy thì mình sẽ được là 12.000 đá quý thôi, mình rút đá quý luôn này. Đấy. Ui, lên 15.000 đá quý rồi anh em thấy chưa? Đây, mình nạp là 200.000 đúng không? Mà bây giờ mình còn là 122.000. Đấy, mình chỉ mất là 80.000 thôi. Đó, đã được là 15.000 đá quý rồi. Quá là rẻ đúng không? Bây giờ mình sẽ quay vào game này để mình lấy lại là ID game của mình. Đó, anh em nào biết lấy ID game thì mình sẽ hướng dẫn luôn mọi người cách lấy ID game này. Đấy, ID game vào đây. Dán ID game vào đây. Anh em sẽ gọi là đăng nhập bằng Facebook nha. Đấy, mình chọn gói đá quý là 9.999 đi. Đây, tên nhân vật đây anh em, mình đã rút rất là nhiều trong cái trang chủ này rồi nên là tên của mình nó ứng sẵn đây luôn. Bây giờ mình sẽ thực hiện nhá. Đấy, bạn đã rút đá quý thành công này. Đó, bây giờ thì anh em đợi hệ thống duyệt này và anh em sẽ nhận được là đá quý thôi. Bây giờ mình sẽ vào trong game mình chờ đợi cùng anh em xem là lâu không là sẽ đá quý sẽ về nick nhá. Bây giờ mình cũng chờ đợi nhá. Rồi ok anh em ơi. Đấy thì nói chung là mình đã cộng đá quý, đá quý là cộng thành công vào nick của mình rồi. Đó, thì nói chung là cũng khá là nhanh thôi anh em ạ. Tầm khoảng là 1 phút gì đấy là đá quý đã cộng được vào nick rồi. Đó, quá là nhanh đúng không anh em? Nên là anh em nào muốn có nhiều đá quý như mình thì hãy nghe ngay với trang chủ, đừng lên trang chủ, mình sẽ để dưới phần mô tả cho anh em. Anh em có dưới phần mô tả này hoặc là phần bình luận mình ghim như đấy, anh em nhấn vào đường link và anh em đến trang chủ nhá. Đó, đang ưu đãi thì anh em nhớ là nhanh tay giúp mình nhá. Không đến lúc ưu đãi hết ưu đãi là anh em sẽ không còn cái gì thôi anh em ạ. Đó. Ok, thì nói chung là anh em nào muốn có nhiều đá quý như mình thì hãy đến ngay với trang chủ nhá. Đấy. Ok, chắc clip mình cũng khá là dài, chắc mình cũng kết thúc đây thôi. Anh em thấy video mình hay nhớ là cho mình xin một like, một đăng kênh nhá, một lượt chia sẻ đến trang biết để nhận được phần quà từ mình. Ok, bây giờ thì bye bye anh em, bye bye.